Chào mừng các bạn đã đến với kênh Thời sự online. Sau đây là nội dung chi tiết. Những hình ảnh đầu tiên của Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un tại Việt Nam. Sau hành trình kéo dài hơn 2 ngày, Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un đã vượt hơn 4.000 km từ Bình Nhưỡng qua 7 tỉnh thành của Trung Quốc đến ga biên giới Đồng Đăng của Việt Nam. Đây là lần đầu tiên ông Kim Jong-un đến Việt Nam kể từ khi lên nắm quyền vào năm 2011. Ông cũng là nhà lãnh đạo Triều Tiên đầu tiên thăm chính thức Việt Nam trong 61 năm qua. Đoàn tàu bọc thép chở Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un vào ga quốc tế Đồng Đăng Lạng Sơn lúc hơn 8 giờ sáng nay. Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un rời tàu, bước xuống nhà ga hành khách Đồng Đăng và đi trên thảm đỏ đã được trải sẵn. Đón Chủ tịch Kim Jong-un là ông Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương. Chủ tịch Triều Tiên bắt tay và chào đoàn Việt Nam. Ông Kim Jong-un lần đầu tiên đến Việt Nam kể từ khi lên nắm quyền điều hành đất nước vào năm 2011. Ông Kim rời nhà ga lên xe với sự hộ tống của lực lượng an ninh Triều Tiên. Hình ảnh nhà lãnh đạo Triều Tiên hạ kính ô tô, vẫy tay chào người dân Việt Nam trước khi rời đi. Theo chương trình nghị sự, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un sẽ có cuộc gặp thượng đỉnh với Tổng thống Mỹ Donald Trump vào ngày 27-28 tháng 2 và thăm chính thức Việt Nam theo lời mời của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng. Đây là chuyến thăm hữu nghị chính thức đầu tiên của ông tới Việt Nam kể từ khi lên nắm quyền vào năm 2011 và là nhà lãnh đạo Triều Tiên đầu tiên thăm chính thức Việt Nam trong 61 năm qua. Các bạn nhớ đăng ký kênh Thời sự Online để cập nhật những tin tức mới nhất.